trùng lô đó là cũng đã lên ghi hình ở một số báo rồi cái gì đó, là đi tố cáo ở nhiều nơi, nhưng mà sau đó là cái công ty này là hẹn cô lên để mà thỏa thuận là trả cho tôi 50 triệu thôi, mà tôi không đồng ý, thì khi đó là khi mà tôi không đồng ý thì họ quay qua họ thỏa thuận với cái chị kia và chị kia lấy tiền, thì tới bây giờ là tôi vẫn chưa lấy được tiền. Nói đi, nói cô này 2 tỷ rưỡi. Cô nói đi, cô nhiều, cô nói đi. Cô này quá trời, 2 tỷ rưỡi à. Cô nói đi. Cô nói đi con, cô nói đi. Bây giờ tôi là 71 tuổi rồi, cả đời tôi làm chỉ có mấy tỷ đó thôi. Mà bây giờ nó sức khỏe bây giờ không có để đi làm. Thế rồi cái xong cái là tôi mới nghe đồn cái Viện Tư Pháp thì kia lừa đảo. Thế là tôi mới phải vội làm đơn, gửi đơn lên trên Viện Tư Pháp. Tôi nói rằng là bây giờ nếu mà bây giờ công ty của mấy ông chấp nhận cho tôi trả hết cái phần tiền còn lại, như là trả 95 hay là 100% đi, thì là có giao sổ đỏ cho tôi hay không? Không trả lời. Đó, không trả lời, mà tôi đã nói rằng là bây giờ đó là tôi đóng hết tiền mà công ty cũng không trả lời, nhưng mà có trả lời báo cáo là có nhận cái đơn của tôi, nhưng mà cái lời yêu cầu của tôi là tôi đóng hết thì có trả lời báo cáo cho tôi không còn mấy công ty Việt Tư Pháp không trả lời, và bây giờ tôi còn có mấy công ty để tôi sử dụng nhà tôi cũng không trả lời báo cáo nữa rồi. Hồi nãy mà mình qua biển ra là hụt rồi. Bây giờ mới là đi mua đất đai để tìm xong, mà bây giờ lấy hết đi rồi, bây giờ làm sao tôi sống đây? Đó, thì xin